Thì đây là con đường lậu lớn nha cô chú anh chị. Thì từ vị trí con lậu nhựa lớn này á, là mình vô tới cái thửa đất khoảng tầm 200m chưa được nha cô chú anh chị. Đường xá thì thông thường, lậu thì lậu nhựa, điện nước wifi đầy đủ hết nha cô chú anh chị. Thì xe hơi anh chị mình về đây mình đi xem đất á, xe hơi mình đậu rất thoải mái nha. Xin chào cô chú anh chị và các nhà đầu tư. Hiện tại em đang có mặt tại xã Bình Hòa Trung của huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An. Thì hôm nay em đến đây em có nhận quay bán cho chủ một thửa đất ruộng nha cô chú anh chị. Thì cái thửa đất ruộng của mình là tổng diện tích là được 12.000m2 nha. Thì cái mặt tiền của thửa đất của mình là tiếp giáp với con lộ đá xanh nha cô chú anh chị. Thì cái lộ đá xanh này là rộng khoảng 4m nha. Thì lộ này là xe máy, xe ô tô, xe ba gác, xe tải 5 tấn mình đi được vô tới đất nha cô chú anh chị. Thì cái mặt tiền của mình là tiếp giáp lô đất xanh và tiếp giáp thêm một con kênh. Thì tiếp giáp con kênh này là rộng khoảng là 20m nha cô chú anh chị. Thì con kênh này là hàng năm mình ra lúa mình có vô mình lấy lúa. Thì kênh này xà lan ra lúa khoảng 100 tấn là mình đi được phi vui nha cô chú anh chị. Và con kênh này là kênh thông nha. Kênh này mình thông ra ngoài sông Nhầm Cỏ nha cô chú anh chị. Thì ở đây thì nước ngọt là quanh năm nha. Ở đây em đất vị trí này thì ở đây là không có mà nước mặn nha cô chú anh chị. Và đất mình ở đây là có điện nước đầy đủ luôn, điện nước wifi. Thì cô chú anh chị mình xây nhà yến hay nhà vườn đó thì mình về đây mình có điện nước wifi có sẵn rồi. Mình chỉ việc là mình vô mình thi công và mình làm thôi. Thì đất mình ở đây là cách con lộ lớn, lộ nhựa lớn nó tầm khoảng là 200m thôi nha cô chú anh chị. Thì như trước mặt cô chú anh chị mình đây là cái thửa đất. Cái thửa đất của mình là miếng lúa xanh nha cô chú anh chị. Thì cái mặt tiền tiếp giáp với lô đất xanh này rất là lớn luôn. Mặt tiền nó là rộng khoảng 143m nha cô chú anh chị. Và cái hậu vô là chưa được 100m nha, hậu vô khoảng 9m thôi nha cô chú anh chị. Và trước đất mình ở đây là có một con nhà. Nhà này thì rất là rộng nha, nhà mới nha cô chú anh chị. Thì do chủ kẹt tiền nên cần bán gấp nha. Thì chi tiết thửa đất của mình là mặt tiền 143 và hậu vô gần 100 nha cô chú anh chị. Thì cái ranh của thửa đất mình là từ đây nè cô chú anh chị. Ranh mình vị trí từ đây đi thẳng vô tới cái mí lúa vàng đó cô chú anh chị, đi ngang qua. Và cái mặt tiền của mình từ vị trí này đi thẳng đo theo con lộ đá xanh này và mặt tiền khoảng 145m nha. Thì dân cư ở vị trí này là ở khá là đông nha cô chú anh chị. Thì thửa đất này cô chú anh chị mình về mình xây yến hay mình làm vườn đó, mình cứ lên đi bao thì mình làm thôi. Thì chi tiết căn nhà và cái ranh bên kia để em chạy qua bên kia cho cô chú anh chị mình xem nha. Tiền này rất là lớn luôn nha cô chú anh chị. Thì cái mặt tiền này đó mình về đây mình phân lô ra, mình phân công ra mình bán đó cô chú anh chị. Vẫn ok nha. Thì đất mình đây mặt tiền rất là lớn rồi. Còn đây là chi tiết trên đất mình có một căn nhà luôn nha cô chú anh chị. Thì nhà này rất là sạch sẽ, rất là mới nha. Thì nhà đây là nhà chữ L nha cô chú anh chị. Thì căn nhà mình ở đây là đã làm hoàn thiện hết rồi. Thì dán gạch lên tới nóc luôn nha cô chú anh chị. Thì trên trần của mình, trần nóc thì có la phong nha. Phía trước thì chủ đã lót gạch hoàn thiện hết luôn rồi nha cô chú anh chị. Thì đất mình ở đây là có cái nền nhà và có nhà luôn nha. Cô chú anh chị mình về đây có nhà sẵn thì mình chỉ việc mình lên clip hay mình trồng vườn đó. Thì rất là đỡ tốn chi phí nha cô chú anh chị, vì có nơi có chỗ hẳn hồi hết rồi.
Thì nhà thì đã làm hoàn thiện hết nha cô chú anh chị. Thì chi tiết thì đây nhà cửa hẳn hồi thì chủ bán là họ sẽ giao hết cho mình toàn bộ hết nha cô chú anh chị. Thì tổng diện tích là khoảng 12.000 mét vuông. Thì mặt tiền là 143 mét và hậu vô gần 100 nha cô chú anh chị. Thì bán sẽ giao hết toàn bộ nhà cửa. Thì cái mặt tiền của thửa đất mình đó cô chú anh chị, mình có thể là mình được lên full thổ nha, hết mặt tiền luôn nha cô chú anh chị. Thì đất này ở đây là nhà nước quy hoạch là cho mình được lên thổ hết mặt tiền. Thì mặt tiền 143 đó mình cứ đo thẳng vô là 50 mét. Giờ mình lên thổ thôi. Thì tổng cái miếng đất này là mình được lên thổ đó, khoảng 6.000 mét vuông nha cô chú anh chị. Là mình được lên thổ khoảng 6 công nha. Thì đây như em đứng đây là chị thấy ngay cái bờ này, đường điện lớn ngoài đó, ngay đó là lậu lớn nha cô chú anh chị. Thì đất mình là cách lậu lớn khoảng chừng 200 mét thôi, chưa tới nữa. Còn đây là cái gành còn lại của thửa đất mình nha cô chú anh chị. Thì đất mình đây là vuông hết luôn. Thì cái gành còn lại là từ vị trí này nha cô chú anh chị. Mình đo thẳng vô, đo thẳng tới mấy lúa vàng trong kia nha cô chú anh chị. Thì giờ hiện tại thì cô chú anh chị mình từ Sài Gòn, từ thành phố Hồ Chí Minh đó, mình về tới thửa đất này là tầm khoảng 110 km nha. Là cô chú anh chị mình đi đường quốc lộ 62. Thì còn cô chú anh chị mình đi đường biên giới đó, đi đường N2 đó, mình đi đường biên về đó thì tới đây khoảng chừng 75 km nha cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị mình cứ đi xem đất á thì mình cứ liên hệ với em đi, em coi cô chú anh chị mình ở vị trí nào đó thì em sẽ chỉ đường cho cô chú anh chị mình đi cho gần nha. Thì và hiện tại á thì chủ đang kêu bán thửa đất này đó cô chú anh chị là 2.850 nha. Thì với giá cả này đó là cô chú anh chị mình về đây mình có thể mình gặp chủ để mình trao đổi thêm, xem họ cần bán gấp thì họ có bớt cho mình được bao nhiêu và thế má là bao nhiêu nha cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị mình quan tâm đến thửa đất này thì xin liên hệ với em tên là Linh, qua số điện thoại là 0949 394 622. Em sẽ kết nối cho cô chú anh chị mình sở hữu được lô đất này nha. Và cô chú anh chị mình cần mà giấy tờ mà sản xuất nông nghiệp đó thì em có thể em trực tiếp em hỗ trợ cho cô chú anh chị mình làm giấy sản xuất nông nghiệp nha, để cô chú anh chị mình đứng tên được đất lúa nha.